xin chào đi. Chị Quỳnh Chi xin chào đi. Hiện tại hôm nay Quỳnh Chi và gia đình sẽ đi ăn món. Đây là món bún đậu mắm tôm ở địa điểm này đây. À, và đây là một cái dĩa Quỳnh. Một mâm bún đậu mắm tôm rất là ngon luôn. À, mình có gọi thêm cái kia nữa hả? À, lai chim. Nhìn rất là ngon ha. Trong này là có đầu tàu hũ nè. Còn cái màu đỏ đỏ đó là chả cái gì á? Hả cô? Hả? Cái màu đỏ đỏ đó. Cái màu đỏ là chả gì vậy? Chả tôm. À, chả tôm rồi chả thêm ốc chả ốc. Đen. Chả ốc là màu này. Rồi chả cốm. Chả cốm là bên cạnh chả tôm đó. Chả cốm rồi còn cái này nữa là gì hả chị? Chả mực. Chả sụ rồi có này. Chả mực. Chả mực. Còn cái này là thịt hả? À, công nhận rất là nhiều loại luôn á. Bún thì người ta làm hình vuông vuông nè. Sao để có hai cái kẹo the làm gì đây? Là ăn xong rồi mình ăn cái đó đó. À, đi ra ăn thêm cho nó thơm. Nó thơm. À, cái này là bún lá hả? À, rất là lạ luôn á. Ăn xong món này ngô lắm. Ăn cái này vô là thơm mát. Ăn xong thơm mát quá. Cho like lên sóng. Đây là cái quán bún đậu mắm tôm này, địa chỉ ở đâu vậy anh ha? Muốn có dao rồi chắc bắt. Đây để mình coi thử trong này có cái gì đây. À, ấy là chả. Xem địa chỉ ở đây có hay không. À ở đây là ôi có à, cái này có ở Hồ Chí Minh nữa nè. 236 Phan Huy Ích. Cái này chắc rồi Nguyễn Hữu Cảnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 260 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và 41 Lê Thanh Tôn, Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột. Hiện tại gia mình đang ở Buôn Ma Thuột và đây là cái chén bún đậu mắm tôm này đã được bỏ ớt này, chanh vào này và ai mà thích ăn cay, thực là cay thì có thể bỏ rất là nhiều vào đó. Tắc thì đã bên cạnh, ớt bên cạnh luôn, bao cay luôn ấy. Bao cay. Wow, nhà mình ăn nhanh ghê. Đó, nhà mình làm thêm mâm nữa rồi. Bánh tráng là tàn hình. Wow, nhìn ngon đấy. Chị ăn đi, chị ăn đi. Hai ơi, chị đi lôi đi ơi. Đâu bốn miệng nữa. Hai ba tưng ca tưng 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 tưng. Sữa gì? Sắc trà sữa chân châu. Xin giới thiệu mọi người, đây là một ly trà sữa rất là siêu ngon. À, này là chân châu trắng nè, chân châu đen nè. Ở trên tóc tên là gì hả anh? Trên đó là gì? Kem trứng vàng. Kem trứng vàng, wow, nhìn rất là hấp trà dẫn. Trà sữa kem trứng vàng. Đây đây đây, cho mình ké cái mặt coi, nhìn hấp dẫn chưa? Yeah. Thì ngon ghê hả? Món tiếp theo, papa. Như là nước phồng trà ổi đỏ hay sao? Cao ít rồi. Đây là món gì hả papa? Phồng trà ổi đỏ hay sao? Món rất là lạ luôn, phồng trà ổi đỏ. Đảm bảo là ở bên Nhật không có món này luôn á. À, địa chỉ của cái quán này là Ben Coffee và em Rick. Mình đang ở ngay địa chỉ nào nè? Mình đang ở đâu nè? Đường này hả? Cũng không nhớ nữa. Đang ở ngay dưới khách sạn Hai Bà Trưng. Ê, Satoshi vậy rồi. Công nhận cái đường này nó cũng lớn anh hả? Này khách sạn Hai Bà Trưng mà, khách sạn 5 sao mà lớn nhất Buôn Ma Thuột mà.